Một đêm gala kỷ niệm 60 năm sân khấu Việt vừa diễn ra đầy cảm xúc tại Hà Nội. Đêm gala quy tụ các nghệ sĩ sân khấu hàng đầu cả nước trong nhiều loại hình nghệ thuật như tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, xiếc, v.v. Và đây cũng sẽ là thông tin mở đầu cho phần tin giải trí của chúng tôi ngày hôm nay. Các nghệ sĩ tên tuổi khắp cả nước đã cùng hội tụ trong chương trình gala Ngôi sao sân khấu tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô Hà Nội, mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc của cả ba miền. Hai anh em nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp gây ấn tượng mạnh với màn trình diễn xiếc đầy kịch tính. Doanh thu đêm diễn sẽ được dùng để tri ân các nghệ sĩ gạo cội có hoàn cảnh khó khăn vào ngày giỗ tổ sân khấu 29 tháng 9. Nhiều nghệ sĩ vừa cùng góp mặt trong buổi công bố ba sự kiện lớn kỷ niệm 20 năm làn sóng xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh, đó là Festival tái hiện những ca khúc nổi tiếng một thời tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào ngày 14 và 15 tháng 10, sự kiện VIP show tôn vinh các tên tuổi nổi bật và đêm gala music đặc biệt về hành trình 20 năm làn sóng xanh tại nhà thi đấu quân khu 7 vào tháng 1 năm 2018. Ban nhạc Hải quân Ấn Độ vừa mang đến màn biểu diễn đặc sắc tại Trung tâm Văn hóa Ấn Độ Hà Nội. 15 thành viên tài năng cùng nhạc trưởng đã cuốn hút khán giả cổ vũ không ngừng với các tiết mục đậm chất Bollywood, thể hiện tinh thần yêu nước và hào khí trận mạc. Đây là sự kiện nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam Ấn Độ và 25 năm quan hệ đối tác giữa Ấn Độ và ASEAN. Triển lãm nghệ thuật kỹ thuật số 2017 với tên gọi DG Art lần thứ nhất vừa được khai mạc tại Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm trưng bày 35 tác phẩm mỹ thuật của 20 tác giả cho thấy sự đa dạng trong phong cách thể hiện lẫn chất liệu in. Đây là hoạt động thường niên của câu lạc bộ Digital Art nhằm giới thiệu loại hình nghệ thuật đương đại có sức ảnh hưởng đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn gửi về địa chỉ email toancanh24gia@gmail.com. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV9. Còn bây giờ thì Bích Ngân và Xu Hiến xin thân ái chào tạm biệt.